xây dựng thương hiệu cá nhân trên YouTube như thế nào để đạt thành công. Đây là một câu hỏi có thể nói rằng là ngắn gọn, súc tích nhưng chứa đựng rất nhiều các kiến thức ở đây. Và có thể nói là cái vấn đề về xây dựng thương hiệu cá nhân trên YouTube nói riêng và online nó nói chung đang là một trong những cái chủ đề mà rất là nhiều các quý anh chị các bạn chúng ta quan tâm và cũng rất là nhiều các bạn hỏi trên YouTube của JKT. Thế thì với câu hỏi này thì JKT muốn chia sẻ cho chúng ta như sau và đúc kết những cái điều ngắn gọn xúc tích để chúng ta biết được rằng là cái điểm nhấn quan trọng về cái việc là xây dựng thương hiệu trên YouTube để đạt cái sự thành công. Và như Duy vừa nói đó, cái vấn đề về xây dựng thương hiệu trên YouTube nói riêng hay online nói chung thì nó chứa đựng rất nhiều các kiến thức. Thế thì với cái kinh nghiệm của cá nhân Duy KT uh, thì Duy muốn uh, góp ý và chia sẻ với quý anh chị các bạn những cái điều như sau. Và cái điều đầu tiên mà Duy muốn nhấn mạnh nó vô cùng quan trọng và nó quyết định tới gần như tỷ lệ đến trên 90% cái sự thành công của quý anh chị các bạn. Đó chính là cái vấn đề về tư duy trong quá trình về xây dựng thương hiệu, cá nhân trên dạng YouTube nói riêng và ở này nói chung. Cái vấn đề tư duy này nó là cái tư duy gì? Đó là chúng ta phải xác định một cái tư duy rằng là tư duy cho đi và tư duy cống hiến, tư duy phụng sự. Và đây là một trong những cái điều mà Duy đã chia sẻ rất nhiều trong các buổi phát trực tiếp cũng như chia sẻ trong các cái video để chia sẻ với tất cả các bạn một cái vấn đề rằng là khi chúng ta sẽ thương hiệu thì các bạn hãy đưa ra những gì là tinh túy nhất những gì là hay nhất những gì là chất nhất của bạn trong cái chuyên ngành của bạn trong cái lĩnh vực của bạn trong cái sự uh, tinh tế của bạn về một cái lĩnh vực nào đó hay bạn giỏi về một cái công việc nào đó bạn hãy chia sẻ bạn hãy quay video để đăng tải nên trên YouTube nói riêng hay đa nền tảng để xây dựng cho bạn một cái thương hiệu để có cho bạn một cái thương hiệu trên online để sau này bạn có thể có những cái sự kết nối với nhiều công việc mà các bạn có thể thấy rằng là online sẽ giúp bạn cái việc đó sẽ giúp cho bạn có được rất nhiều các mối quan hệ hay giúp cho các bạn có thêm nhiều các cái giá trị trao cho cái cuộc đời này nó những cái thứ tốt đẹp và đó chính là cái tư duy đó là cho đi và như cái phương châm của UKT hay chia sẻ đấy Đó là chúng ta hãy cho đi Cho đi là còn mãi Và chúng ta chia sẻ nhiều hơn Để chúng ta thành công hơn Và đấy chính là một trong cái điều quan trọng nhất Của cái lĩnh vực liên quan về xây dựng thương hiệu Trên online nói chung Và trên Youtube nói riêng Bởi vì tại sao như vậy bởi vì gần đây có rất nhiều các bạn chúng ta đang giữ một cái tư duy đó là chúng ta chia sẻ các cái kiến thức hay chúng ta chia sẻ các cái nội dung trong quá trình về sự thương hiệu hay chúng ta phát triển bản thân thì chúng ta lúc nào cũng mang cái tư duy là sợ mất nhiều hơn được và rồi chúng ta lúc nào cũng mang cái tư duy là chúng ta sợ mất nghề chúng ta sợ rằng chúng ta chia sẻ cái video ra hoặc là chúng ta nói một cái điều gì đó ra người ta biết những cái bí kíp cái bí mật của chúng ta và chúng ta sợ rằng chúng ta mất nghề khi nếu như chúng ta mang cái tư duy đó trong cái tâm thế đi chia sẻ thì chắc chắn rất khó để chúng ta có thể đạt được cái thành công nó tốt cũng như cái thành công viên mãn giống như chúng ta mong muốn và có thể rằng là nó kéo chúng ta tới thất bại ngay lập tức khi chúng ta cứ mang cái tư duy đó là sợ sợ rằng là người ta lấy mất nghề nghề của mình sợ rằng người ta biết hết kiến thức của mình và khi trong cái quá trình về sự thương hiệu như vậy nếu như chúng ta lúc nào cũng mang cái khía cạnh như thế thì chắc chắn là quý anh chị các bạn chúng ta đang suy nghĩ quá nhiều hoặc chúng ta đang có những cái chiến lược mà trong cái quá trình chúng ta đi xây dựng phát triển đó chúng ta chưa có nghĩ một cái quy trình nó dài hạn hay chúng ta chưa nghĩ rằng là cái công việc đó cái lĩnh vực đó hiện tại bây giờ rằng là không chỉ là chúng ta đang chia sẻ đâu mà ngoài kia có hàng ngàn người chia sẻ có hàng triệu người họ đã chia sẻ Khi vấn đề đặt ra của việc xây dựng thương hiệu cá nhân YouTube nói riêng và online nói chung ấy đó là chúng ta phải đưa được tiếng nói của chúng ta chúng ta phải sâu được các kỹ năng của chúng ta sâu ra được những cái thế mạnh của chúng ta và đưa ra được những cái điều mà chúng ta mang lại được gì cho cuộc đời này và mang lại được gì cho khán giả xem, cho những người xem nhận được cái giá trị video của quý anh chị các bạn. Thì đó chính là cái sự quyết định cái cái vấn đề thành công của chúng ta. Cho nên cái điều mà cái tư duy mà đi chia sẻ lúc nào cũng mang tính chất là hoan hỷ tích cực. Và chúng ta phải hiểu rằng là không nhất thiết rằng là chúng ta chia sẻ ra là chúng ta sẽ nhận lại được những cái thứ gì mà chúng ta chia sẻ ngay lập tức mà chúng ta hãy mang một cái tâm thế rằng là à cứ cho đi cho đi những gì mình có cho đi những gì tinh túy và cho đi những cái gì mình có thể giúp được cho người cho đời để rồi sau này quý anh chị các bạn sẽ cảm thấy rằng là chúng ta đã góp một cái phần công sức nào đó cho cái sự cống hiến và phụng sự giúp cho nhiều người có thể đạt cái sự thành công hơn tiếp theo là cái vấn đề số 2 cái vấn đề số 2 này thì nó chiếm tỷ lệ 10%. Và 10% này đó chính là liên quan về kỹ năng. Mà đặc biệt là kỹ năng này là nội tại trong chính con người chúng ta. Và đây là một trong cái điều mà cá nhân Duy Kt có thể chia sẻ với anh chị các bạn rằng là muốn 10% này thành công, nó là cái kỹ năng trong cái nội tại của chúng ta. Thì chúng ta hãy định hướng rằng là chúng ta giỏi cái gì. Chúng ta chia sẻ được những cái thứ gì cho đời, cho người và cho khán giả xem. Cũng như chúng ta đã xây dựng thương hiệu thì chắc chắn là chúng ta phải mang ra cái sự tinh túy, chúng ta cho đi những cái thứ gì mà chúng ta có thể giúp được họ cái gì mà chúng ta giúp được họ giúp được người xung quanh giúp được người xem giúp được khách hàng của chúng ta thì đó chính là một trong những cách để chúng ta có thể đạt được thành công trong vấn đề về xây thương hiệu và hãy nhớ rằng là lúc nào cũng mang cái tư duy mà như duy vừa nói ở đầu cái vấn đề quan trọng chiếm đến 90% về cái vấn đề là tư duy cho đi hãy cho đi hãy cống hiến hãy phụng sự đấy là cái phương châm để quyết định trong cái quá trình để chúng ta có một cái tâm thế tư duy tích cực trong quá trình về chúng ta phát triển và đi bền đi dài cũng như chúng ta sáng tạo được trong các cái chiến lược về nội dung một cách nó uh, trong cái tinh thần đó là cho đi và cống hiến thì hiệu quả thành công sẽ đến với chúng ta nhưng để có thể nhấn mạnh về cái vấn đề về cái kỹ năng thì trong cái quá trình về kỹ năng cái nội tại trong con người chúng ta thì chắc chắn khi quý anh chị các bạn sẽ thương hiệu thì chúng ta phải hiểu chúng ta là gì chúng ta phải hiểu chúng ta là ai và chúng ta hiểu rằng chúng ta kiến thức như thế nào chúng ta hiểu là các kiến thức đó các kinh nghiệm đó các kỹ năng đó chúng ta đã từng kinh qua chúng ta đã từng áp dụng chúng ta đã từng trải nghiệm từ thất bại cho đến thành công và chúng ta là cái người là gì thực hiện trong những cái bộ kỹ năng đó chúng ta là người thực hiện cái công việc đó chúng ta là cái người đó là gì ờ, đã trải nghiệm và đã là cái người đó là có những cái kinh nghiệm rút ra từ những cái bài học cho chính bản thân mình và đấy là một trong những cái mà cái nội tại trong chúng ta khi chúng ta đã là chia sẻ được cái vấn đề đấy thì chúng ta sẽ cởi mở hơn trong cái nút thắt của cái lòng mình và chúng ta sẽ cởi mở hơn chúng ta sẽ kết nối được với những người nhiều người trong cái ngành nghề trong cái phân khúc đó và rồi trong cái phân khúc đó chúng ta sẽ biết được sẽ nhiều các mối quan hệ rồi là sẽ chúng ta sẽ biết được nhiều những cái cơ hội để chúng ta phát triển uh, trên nền tảng uh, youtube nói riêng và online nói chung và đấy chính là cái thiên hướng của cái việc là muốn đạt được xây dựng thương hiệu thành công trên youtube thì chúng ta phải như vậy chứ tránh tình trạng là rất là nhiều các các bạn trong quá trình hiện tại bây giờ thương hiệu hay rất nhiều các cái bạn thời điểm hiện tại đang phát triển không chỉ trên YouTube mà trên nhiều nền tảng khác thì đa số là gì các bạn sử dụng các cái kiến thức đi mượn hoặc là các bạn sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo dùng uh, những cái uh, ứng dụng AI tạo ra các cái phần mềm các cái kịch bản để các bạn nói nó không phải nội tại của các bạn thì đa phần là gì những cái thứ đó là gì lúc đầu có thể là các bạn rất là hay hoặc là lúc đầu các bạn có thể chia sẻ được một khoảng thời gian nào đó nhưng đến sau này khi các bạn bí ý tưởng bởi vì trong cái nội tại chúng ta nó không có ý tưởng đó thì rất khó để các bạn đạt được cái hiệu quả thương hiệu thành công. Bởi vì nếu như mang cái tư duy như vậy thì xây dựng thương hiệu như thế nó rất là mông lung và có thể rằng là cái con đường đến thành công của các bạn ấy nó cực kỳ uh, uh, khó trong cái quá trình mà đạt được cái thành tựu viên mãn như các bạn mong muốn mà muốn viên mãn muốn thành công muốn vui vẻ muốn hoan hỉ muốn tích cực muốn hạnh phúc và muốn kiếm được ra tiền từ cái sự thương hiệu đó thì chắc chắn phải nội tại trong con người chúng ta đấy như duy vừa nói rằng là rất nhiều các bạn thời điểm hiện tại có rất nhiều các cái kiến thức gọi là đi mượn đi mượn đây là gì là có nhiều các cái nội dung chúng ta có thể nói được nhưng chúng ta chưa bao giờ trải nghiệm chúng ta chưa bao giờ thực hiện chúng ta chưa bao giờ kinh qua cũng như chúng ta chưa hiểu được cái mùi của sự thất bại chúng ta chưa cảm nhận được cái vị ngọt của sự thành công thì chắc chắn trong cái quá trình chúng ta chia sẻ ra các cái công việc các cái ngành nghề đó thì nó giống như rằng là gì à, cái cách để chúng ta diễn đạt lại chúng ta đọc lại thôi còn cái điều mà quý anh chị các bạn trong quá trình về thương hiệu ấy thì như Duy vừa nói đó chúng ta phải sâu ra các cái kỹ năng các cái tinh túy của chúng ta để cho nhiều người họ cùng biết họ cùng xem và đừng có suy nghĩ uh, cái tư duy mà như Duy vừa nói ở đầu video đó là cái tư duy rằng là sợ mất nghề, sợ người ta mất lấy mất nghề của mình, hoặc là sợ rằng là à, những cái thứ mình chia sẻ ra mình cảm thấy rằng là mình cho đi quá nhiều nhưng mà mình không nhận lại được bao nhiêu thì như thế thì rất khó để chúng ta đạt được cái hiệu quả trên nền tảng online. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì ngoài kia ấy đã có nhiều người chia sẻ rồi, đã có nhiều người nói rồi và đó có đã có nhiều người quay video và đã có nhiều người thực hiện rồi. Và họ có những cái thị trường riêng của họ không ai có thể rằng là ôm tất cả được mà mỗi người sẽ có một thị trường ngách khác nhau mỗi người sẽ có cái tệp khán giả khác nhau và mỗi người sẽ có tệp khách hàng khác nhau cái vấn đề rằng là để đạt cái thành công là chúng ta phải phụng sự chúng ta phải cống hiến và chúng ta phải cho đi những cái điều chúng ta có để rồi để những người xem để rồi những khách hàng quý anh chị các bạn người ta nhìn vào chúng ta nhìn vào cái kinh nghiệm, nhìn vào sự trải nghiệm, nhìn vào cái điều chúng ta chia sẻ, cái sự chân thành, chia sẻ những cái điều tinh túy và cống hiến những cái điều mà chúng ta đang giúp ích cho đời cho người thì chắc chắn là cái hiệu quả nhận được cái thành công nó sẽ đến với cái quý anh chị các bạn một sớm một chiều và có thể thành công đến nó rất là vang dội. Và đấy chính là cái điều mà Duy muốn chia sẻ, muốn nói ở cái vấn đề số 2 này. Và vâng, trên đó là cái câu trả lời của Duy KT với cái hai vấn đề liên quan về tư duy và kỹ năng. Để quý anh chị các bạn có thể biết rằng là để muốn xây dựng thương hiệu thành công trên Youtube thì chúng ta cần phải biết hai cái điều đó. Và rồi tất nhiên mỗi người sẽ có những cái chiến lược, những kế hoạch, những cái phong cách chia sẻ là khác nhau. Thì chúng ta cần phải có một cái nội trình tốt để chúng ta xây dựng ra cho mình những cái kế hoạch bài bản và đúng ngay từ đầu. Và hãy nhớ rằng là quy trình xây dựng thương hiệu là một cái quy trình đi bền và đi dài, chứ không phải là quy trình ăn sổi nếu như quy trình ăn sổi là quy trình mà không có cái nội tại bên trong thì chắc chắn rằng nó rất là nung nay và có thể rằng là kéo đến cái sự thất bại nhưng nếu như cái quy trình mà đi dài đi bền thông qua cái việc là khai thác từ chính cái nội tại con người chúng ta từ kỹ năng của chúng ta từ những cái tư duy tích cực chia sẻ cống hiến và phụng sự cho đi thì cái hiệu quả quý anh chị các bạn tiến tới thành công nó sẽ rất là nhanh chóng trên nền tảng online và vâng, nếu như các bạn thấy hay, giá trị huyết, đừng quên nhấn thích video, nhấn chia sẻ video cho nhiều người cùng xem để họ có thể biết tới cái kiến thức tuyệt vời này trên YouTube của Duy KT. Cũng như chúng ta có bất kể câu hỏi gì thì hãy comment, bình luận trực tiếp dưới video. Duy KT thấy, sẽ chia sẻ cũng như giải đáp cho quý anh chị các bạn những điều Duy biết, những kinh nghiệm mà Duy có để giúp cho chúng ta có thể... Đã đạt được cái sự hiệu quả trong quá trình về phát triển thương hiệu cũng như kiếm tiền trên nền tảng online nói chung và khai thác được cái giá trị cốt lõi trong con người chúng ta thì đấy là một trong những cái cách mà kiếm tiền tốt kiếm tiền dài và kiếm tiền bền vững nhất và trong cái quá trình chúng ta còn có bất kể những điều gì thắc mắc hay khó khăn thì chúng ta cứ bình luận comment dưới video duy thấy thì chắc chắn sẽ có các cái video và sẽ trả lời trực tiếp thông qua các bình luận comment của các bạn và một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nội dung video